Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú tính mình cưa cây tràm bông vàng này nữa nha các bạn. Cây bông vàng này rất là thẳng, rất là cao luôn. Cao hút tuốt chả nó hút đột che đâu mà. Lát chú leo lên mình quay tiếp trên đọt cho các bạn xem nha. Tại mình đứng ở đây phức cái đọt che các bạn. Bây giờ chú mình chuẩn bị leo lên nha. Chú cuộc dây này rồi đó các bạn, bắt đầu lên nè. Đó. Chú lên tới mấy cái nhánh chè. Đó, chú leo lên tới đó các bạn, chắc là cao nè. Xuống cho các bạn xem cây rất là to. Giờ chú mình leo lên nữa nha các bạn. Có đột che nữa các bạn ơi. À, bây giờ chú mình nếm cái gồng dây để kéo cái máy cưa G3700 lên nha. Máy cưa dưới gốc cây các bạn. Đó, chú kéo cái máy cưa lên nữa các bạn ơi. Mày cưa lên tới à. Chú trên đó cưa chờ rớt xuống nghe qua. Không có nguồn nhánh bự đó. Thôi giờ chú con cắt nhánh bự nghe các bạn. Ngã đó bạn ơi. Nguyên một đống luôn. Quất một nhánh khủng lồ luôn nghe các bạn. Đó, chú mình ở tuốt trên đó. Trường khúc rớt. Giờ chú ơi. Nó bên kia. Đó, chú bắt mấy cái dòng cho tống tống thôi bạn. Cho nó gấp ngọt xuống luôn nha các bạn. Đó. Rồi dính đó luôn rồi. Bây giờ trên đó còn một cánh to nữa nha các bạn. Rớt một khúc nữa. Leo ra ngoài luôn rồi. Bên quanh kia nha các bạn. Quanh kia cũng bịch quá, quay không được các bạn. Mày dặn lúc tuốt chảnh luôn các bạn ơi. Giờ chú cưa nguyên cái đọt luôn rồi. Chuẩn bị tư thế đó các bạn ơi. Đầu từ từ ngã nghe các bạn. Tất cả ngã đó bạn, mình thấy nó siêu đó, ngã đó bạn ơi. Ừ, nguyên một cây luôn. Ừ, đó. Rồi dướng đó lắc lôi xuống nha. Chú vừa cho nó rớt từ từ xuống.
cưa hạ thấp nó xuống nữa nha các bạn. Bây giờ chú mình cuột cái máy cưa vô nha các bạn, để thả xuống á. Giờ chú thả xuống rồi đó. Rồi máy cưa đã xuống đất an toàn nha các bạn. Chú quốc đồ ở trên cây chuẩn bị leo xuống đó các bạn ạ. Leo xuống để chuẩn bị hạ gốc nè. Còn một khúc cây rất là dài luôn mà. Đó. Bà nhanh chèo các bạn, xuống hơi khó. Rồi chú xuống đó. Xuống này nhỏ luôn. Rồi chú đã xuống đất an toàn nha các bạn. Good job. Good.
cây lỗi ra từ đó. Lá bự mà trả lời lỗi vàng quá trời đẹp. Đúng rồi, cái này lỗi tới da chứ. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng luôn nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.